Thì mua được mua, mua cũng được thôi, đừng mua, mua xong rồi bơm, mua xong rồi bơm, không phải đây không đâu, trong kia nữa kìa, bực bội à. Là cái đó em chỉ nói là em nói lên nỗi lòng của những anh chị mua quán thôi, còn thực chất là ngày hôm nay thì là em sẽ sẵn tiện đây là có những cái gói hàng bơm như thế này, sẵn là em làm luôn một cái clip là khi mình anh chị mình nhận hàng về mình sẽ làm những công đoạn như thế nào, thì nhưng tiện đây em sẽ làm để em chia sẻ cùng với anh chị luôn. Rồi những cái bước mình cần làm thì cái việc đầu tiên thì anh chị mình nên mình đọc nó ra, thì đầu tiên thì mình cứ mở cái thùng ra xem coi trong đây nó cây gì và cái tình trạng của cây nó ra làm sao, thì sau đó mình sẽ có cái bước kế tiếp mình sẽ làm một thùng hàng bơm. Đây, được hai cây là cây của mình đi, nó có tình trạng như thế này là cũng đã khá lâu ngày, thì nó mất đâu đó khoảng tầm 5 đến 7 ngày cho cây nó lá nó rụng hết rồi này. Thì bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào thì em sẽ thực hiện luôn cho trong ngày hôm nay. Cái đầu tiên thì mình khi mình đem cây về đó, cây mình đem về đó thì mình nên đem ra trước, thì mình sẽ xem cái tình trạng của cây của mình nó đang bị những cái gì, nó còn tốt, nó còn khỏe hay là nó đã suy. Thì như em thấy thì hai cây này nó cũng tương đối là nó còn là hơi yếu. Cái bước kế tiếp nữa thì mình đừng nên tưới nước vội, mình cứ đợi đây thì mình làm sao cho nó thoáng nhất có thể thôi. Mình thấy là có băng keo ở đây, bây giờ mình dập hết cái lớp băng keo đó mình bỏ. Rất tệ, cây đây nó có tội tình gì đâu mà giờ phải bắt nó này. Đây nè, mình xem khô đến mức độ giờ mình dở này ra được luôn rồi. Rồi tương tự cái này mình cũng vậy thôi, mình tháo cái lớp băng keo ra trước đi. Ok, với hai cây thì chậu này thì nó hơi yếu và lá nó cũng rụng rồi, nó rụng rồi hết. Chậu này nó hơi yếu, chậu này thì nó khỏe hơn. Thì bây giờ cái bước mà sau khi anh chị mở ra mình lấy lan ra xong, mình tháo hết những cái băng keo quấn của cái chậu, thì giờ cái tạm thời mình không được tưới nha, mình cứ để đây một ngày ở trong mát, giống như giờ em để đây luôn một ngày ở trong mát, sau đó qua ngày sau mình sẽ xử lý. Rồi sau khi một ngày mình để ở trong nhà mình xong rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình xử lý tiếp. Như hai chậu này thì em sẽ thay chậu và em ghép hai chậu vô thành một chậu thôi. Bởi vì đầu tiên anh chị mình gỡ bỏ cái chậu cũ của nó ra đây. Rồi thì bây giờ thẳng tiện thì em sẽ ghép luôn, cách mình hai cây mình ghép thành mình lồng vô ghép chung một chậu như thế nào. Thích để sơ dừa lại một ít thì mình để, còn không mình cứ lột sơ dừa ra. Còn như em đây thì em lột bớt sơ dừa ra, thì mình ghép làm sao mà mình quay được hai cái thân tơ này của nó nè, hai cái thân tơ này của nó mình đưa nó ra ngoài, em cắt sát luôn. Rồi một cây, cái này cũng vậy thôi anh chị, mình đừng tiếc rễ, mình đừng tiếc rễ, mình cứ cắt thôi, mình cứ thoải mái mình cắt. Thì trước ra là như em đây em trồng thì em có được cái bộ combo 8, thì mà mình cắt rễ mình nó có khả năng nó sẽ tái tạo rễ nhanh, thì em cũng không ngại việc mình cắt rễ đâu. Ok, hai cây giờ xong hai cây, bước kế tiếp nữa là mình tỉa rễ. Những cái rễ này nè mình tỉa bớt đi, mình đừng để cho nó thoáng rễ tí xíu đó, nó sẽ thành vậy. Thì bây giờ cái bước kế tiếp mình dùng cái dây cút. Đó, mình sẽ được hai hướng vậy, thấy không, một hướng đây với một hướng bên ngoài đây với một hướng bên trong đây. Rồi tiếp công đoạn kế tiếp, mình chuẩn bị một cái chậu, như đây em có chậu sẵn rồi đấy anh chị, mình có chậu gì thì mình dùng chậu nấy. Mình chỉ vì mình lưu ý thôi, nếu như mà anh chị cái vườn của mình nó hơi bị thiếu ẩm á, mình đừng nên dùng cái chậu nang nhựa giống như kiểu như thế này, thì nó rất là thoáng, nó sẽ không giữ được ẩm tốt. Còn nếu như cái vườn mình độ ẩm nó tốt quá thì nên dùng chậu này là nó ok. Rồi bước kế tiếp, bỏ gió thông vào, mình chuẩn bị cái này để mình quấn, có cái điểm móc trước.
Đấy. Giờ bắt đầu bước kế tiếp mình đặt cái cây lan của mình lên đây. Tầm này là vừa đủ. Tầm này là vừa đủ nha anh chị. Rồi. Đây là cái công dụng của nó nè, mình sẽ quấn. Nhưng mà anh chị mình lưu ý nhớ là mình đừng chắc quá. Rồi. Kế tiếp bù vỏ thông cho nó đều chậu là được. Đó là những cái công đoạn mà từ lúc mà mình nhận cây về mình để trong mát một ngày, sau đó mình ra mình cắt tỉa mình ghép lại thành một cái chậu như thế này. Thì cái bước gần như là nó cũng gần như hoàn tất rồi. Thì anh rải một xí phân bón gốc lên. Thì như bây giờ là em đang có cái Saitama thì em dùng cái Saitama. Thì như với cây này thì em sẽ cắt nước một ngày. Sau một ngày rồi em sẽ tưới nước và cái tưới nước một ngày và cái ngày kế tiếp là em sẽ bắt đầu em sẽ bước một con mô tả mọi người tiếp tục tưới để em kích lại bộ rễ mới của nó. Rồi ok, đây là cái chia sẻ của em từ lúc mình nhận hàng cho đến lúc mình sang chậu cho cây những công đoạn như thế nào, thì đây là cái chia sẻ của em, hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái việc trồng cây chăm cây để có một cây lan đẹp. Còn những anh chị có thắc mắc gì cứ để lại một cái bình luận, em sẽ chia sẻ với những gì em biết.